Vẹt chắc chắn là một trong những loài chim có nhiều màu sắc nhất. Vẹt được biết đến với hình ảnh thường đứng trên vai những tên cướp biển. Bên cạnh đó, vẹt còn được biết đến với khả năng nói chuyện như con người. Có rất nhiều điều thú vị về loài chim thông minh này. Vậy thì tại sao chúng ta lại không tìm hiểu về chúng nhỉ? Hãy cùng cô khám phá những sự thật hấp dẫn về loài vẹt đỏ đuôi dài thông qua bài giảng ngày hôm nay các con nhé! Vẹt đỏ đuôi dài là những chú vẹt xinh đẹp, có bộ lông màu đỏ chói, màu vàng và xanh ở cánh và đuôi. Xét về từng loài thì có các kích thước khác nhau. Với vẹt đỏ đuôi dài thì chiều dài cơ thể của nó là 79 đến 97 cm, trọng lượng cơ thể từ 900 đến 1.000 gram. Mỏ của chúng chắc và khỏe, được bao bởi một lớp sừng cứng, mỏ trên dài gấp đôi mỏ dưới. Vẹt có bốn ngón chân trên một bàn chân. Hai ngón trước hướng về phía trước và hai ngón sau thì hướng về phía sau. Cặp mắt cũng là một điểm nhấn đối với vẹt, có một vòng tròn trắng bao quanh mắt của nó. Cổ của vẹt thì vừa ngắn vừa to nên nhìn vẹt trông giống rụt cổ, ngực nở và chiếc bụng phình to. Nói về môi trường sống và sinh sản của vẹt thì đây là những chú chim lớn đòi hỏi được chú ý và có không gian bay nhảy. Chúng sống ở môi trường nhiệt đới và ôn đới và ở những nơi có nhiều hoa quả, thức ăn. Hầu hết vẹt sống thành đôi với nhau ngay cả khi không phải là mùa sinh sản. Một năm, vẹt có thể đẻ được 3 đến 4 lứa. Mùa sinh sản của vẹt thường diễn ra vào mùa xuân. Trung bình mỗi con vẹt mái sẽ đẻ từ 4 đến 5 trứng. Thời gian ấp trứng khoảng hơn 20 ngày, vẹt non được 50 ngày sẽ mọc đủ lông và cánh. Sau khi mọc đủ lông cánh, vẹt non có thể sống cùng với bố mẹ thêm một thời gian nữa. Chế độ thức ăn của vẹt rất đa dạng, từ trái cây, hạt, quả, côn trùng và thậm chí cả thịt đấy các con ạ. Loài vẹt đỏ đuôi dài có tính cách vui vẻ, hoạt bát. Tuy nhiên chúng khá là ồn ào. Chúng có thể bắt chước giọng nói của chúng ta. Để dạy vẹt nói thì chúng ta sẽ huấn luyện vẹt từ khi chúng còn nhỏ. Đây là một loài khá năng động. Chúng rất thích vui đùa và nhất là ở những nơi có không gian rộng lớn. Tuy nhiên chúng cũng là một loài chim dễ gặp phải buồn chán và cô đơn. Khi buồn chán, chúng có thể tự làm mình bị thương bằng cách tự nhổ lông của mình. Do đó, nếu như nuôi loài này làm chim cảnh thì nên chú ý thường xuyên để chúng có thể được tương tác, hòa đồng và thích nghi với cộng đồng của chúng.